là một trong những loài khủng long to lớn được phát hiện và nghiên cứu sớm nhất, khoác trên người một bộ giáp vô cùng chắc chắn cùng những vây xương to cứng bảo vệ, khiến cho loài này gần như bất khả chiến bại thời tiền sử. Là một cỗ máy khủng long mạnh mẽ trong các bộ phim siêu nhân tuổi thơ của rất nhiều chúng ta. Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu sức mạnh cũng như tập tính của loài khủng long thú vị này trong video hồ sơ khủng long số 4, Ankylosaurus, cỗ xe tăng bất khả xâm phạm thời tiền sử. Ankylosaurus có nghĩa là thằn lằn hợp nhất theo tiếng Hy Lạp cổ. Từ hợp nhất này dựa trên cấu tạo hộp sọ của khủng long hợp nhất Ankylosaurus. Đây là một nhóm khủng long ăn thực vật của bộ Ornithischia, khủng long hông chim. Nó bao gồm nhiều loại khủng long lớn có cơ thể bọc giáp xương. Giáp long đi bằng 4 chân với các chân ngắn mạnh mẽ. Chúng xuất hiện vào đầu kỷ Jura tại Trung Quốc và tồn tại cho đến cuối kỷ phấn trắng khoảng 68 triệu năm về trước. Ankylosaurus là một trong những chi khủng long đuôi chùy lớn nhất được biết đến cho đến thời điểm hiện tại. Một con Ankylosaurus trưởng thành sẽ có chiều dài trung bình từ 6 đến 8 mét, chiều rộng tới 1,5 mét và chiều cao tới 1,7 mét, nặng khoảng từ 4 đến 8 tấn. Với thân hình to lớn, một con khủng long Ankylosaurus trưởng thành sẽ tiêu tốn khoảng 60 cân thức ăn. Đây là một loại gặm bừa và chúng chỉ có những chiếc răng rất nhỏ. Trên thực tế, Ankylosaurus là loài khủng long có những chiếc răng nhỏ nhất so với kích thước của cơ thể ở các xoang và khoang ở mũi có thể cân bằng nhiệt và đóng vai trò nào đó trong việc phát ra âm thanh. Đặc trưng ở vùng khứu giác rộng lớn của Ankylosaurus cho thấy nó có khả năng đánh hơi tốt, ngoài ra các lỗ mũi của nó cũng tách biệt rộng rãi giúp phản ứng với mùi hỗn hợp trong đó. Mỗi lỗ mũi có thể cảm nhận một mùi khác nhau. Theo những nghiên cứu của các nhà khoa học hiện đại, trên hộp sọ của Ankylosaurus có xuất hiện nhiều những chỗ lồi trên hố mắt tạo thành các sừng xương vẩy chĩa ra phía sau, sang hai bên từ phần sau hộp sọ. Dưới các sừng trên có các sừng ở xương gò má, chĩa về sau và xuống dưới. Các nhà khoa học đặt giả thuyết những chiếc sừng này có thể là các vẩy xương bị hợp nhất với hộp sọ. Có lẽ là một động vật chậm chạp tốc độ trung bình chỉ khoảng 10 km/h, mặc dù vậy nó có thể thực hiện một số động tác nhanh khi cần. Điểm đặc biệt nhất của loài này nằm ở phần chóp đuôi, nó sở hữu một quả chùy tự nhiên có thể nặng tới vài trăm kg. Theo ước tính, chỉ cần một phát vụt đuôi chính xác, Ankylosaurus có thể làm gãy hàm của những loài ăn thịt hạng nặng như Spinosaurus hay khủng long bạo chúa T-Rex. Còn những loài nhỏ hơn thì chắc chắn là về đoàn tụ với ông bà ngay lập tức. Những con càng lớn thì chiếc đuôi càng to về kích thước và độ nguy hiểm. Gần như Ankylosaurus không ngại va chạm với bất kỳ đối thủ nào. Ai đến đều sẽ có thể thưởng thức mùi vị đập một phát và ngọm luôn ngay lập tức. Dựa theo nghiên cứu và tổng hợp từ nhiều loài khủng long đuôi chỉ khác, thì khả năng cao loài Ankylosaurus cũng chỉ có 3 ngón chân ở mũi chi. Chúng có phần đầu khổng lồ nhưng lại có não nhỏ là thường đúng theo kiểu đầu to ấp lại chỉ bằng quả nho. Kích thước não của Ankylosaurus to ngang ngửa với não của anh em họ hàng gần đó là Stegosaurus, một loài được xem là ngáo ngơ nhất trong số các loài khủng long. Tuy nhiên, những con Ankylosaurus nhỏ hơn vẫn có thể trở thành con mồi do khả năng chiến đấu và sức mạnh còn yếu so với các đối thủ lớn hơn. Một điều tồi tệ hơn nữa là chiêu tự sát nếu chiếc đuôi tự quật vào đầu mình. Dù thuộc bộ khủng long ăn thực vật nhưng toàn thân của Ankylosaurus lại được bao bọc bởi một lớp áo giáp hàng khủng. Giáp của chúng được tạo nên lớp sừng dày hoặc xương. Các xương ở sọ và một số phần khác của cơ thể đều kết lại với nhau làm tăng khả năng chịu lực tác động từ bên ngoài. Các đốt sống lồng vào nhau và được bao bọc bởi khung xương đã tạo nên vẻ bề ngoài cồng kềnh cho loài khủng long này. Những mảnh xương ăn sâu vào da xếp thành hàng ngang chạy dọc theo cổ lưng và hông. Xương tập trung nhiều nhất ở vùng cổ. Phần bụng là phần duy nhất không có mạng xương bảo vệ. Ngoài những tấm giáp, Ankylosaurus còn được bao phủ bởi hai hàng gai lớn chạy dọc theo cơ thể giúp tăng sức chống chịu đối với đối thủ. Đây cũng là lý do chính khiến cho loại khủng long này có một biệt danh là cỗ xe tăng thời tiền sử. Ankylosaurus có một cách phòng thủ vô cùng đặc biệt, đó là chỉ cần thu mình nằm úp xuống ở yên một chỗ, thách thức gần như mọi đối thủ nào dám lao vào. Ngoài ra, lớp giáp này không phải là vũ khí duy nhất mà Ankylosaurus có. Như đã nói ở ý đầu tiên, đúng là toàn bộ phận ở phía trên gần như đều được bảo vệ bởi lớp giáp xương,
nhưng phần bụng thì lại không. Nói cách khác, đây chính là phần duy nhất dễ bị tổn thương trên cơ thể của chúng. Trong trường hợp của Ankylosaurus, khi một con khủng long săn mồi muốn lật ngửa chúng lên hoặc tấn công từ đằng sau, chúng sẽ phản kích lại bằng một cú quật đuôi. Ankylosaurus có một chiếc chùy hình tròn ở cuối đuôi, được cấu tạo bởi xương và đủ cứng để đập vỡ xương ống chân của một con khủng long T-Rex. Euplocephalus, một loài khủng long thuộc họ Ankylosaurus, sở hữu chiếc chùy dưới đuôi nặng tới 30 kg, trong khi thực tế thì chúng còn có thể nặng hơn thế. Dĩ nhiên, vũ khí đáng sợ này chỉ được chúng dùng với mục đích tự vệ. Về cơ bản thì Ankylosaurus là loài sinh vật ăn thực vật tương đối hiền lành, bởi chúng chẳng có lý do gì lại thích đi gây gổ đánh nhau như đám khủng long ăn thịt cả. Nhưng cũng phải nói đến cách để đánh bại nó. Cách duy nhất để đánh bại được đó chính là lật ngửa được Ankylosaurus, vì phần bụng là phần duy nhất trên cơ thể không có lớp giáp bảo vệ. Nhưng có lật được hay không lại là một vấn đề lớn. Đến một con khủng long T-Rex cũng chưa chắc có thể làm được. Và nhiệm vụ gian nan hơn nữa chính là làm sao có thể tránh được những cái vả đến từ chiếc đuôi chùy nặng hàng trăm cân. Không thôi là sẽ về ngay với ông bà trước khi kịp làm gì với Ankylosaurus. Các nhà nghiên cứu cho rằng đuôi của Ankylosaurus không chỉ là thứ vũ khí chống lại những kẻ săn mồi mà còn được dùng trong các cuộc chiến tranh giành lãnh thổ và con cái. Nhiều điểm mạnh nhưng không phải là không có điểm yếu. Tạo hóa sinh ra mọi thứ đều có quy luật bù trừ, có điểm mạnh thì sẽ có điểm yếu, và khủng long bọc giáp cũng chẳng hề ngoại lệ, cụ thể là với loài Ankylosaurus. Nhược điểm của bộ giáp này chính là quá nặng, đồng nghĩa với việc chúng không thể đứng được bằng hai chân sau trong bất cứ một tình huống nào. Vậy nên, chúng chỉ có thể gặm những cây bụi, cỏ và những cành cây thấp mà thôi, tựa như những chiếc máy xén cỏ vậy. Bên cạnh đó, mặc dù có lớp giáp làm từ những mảnh xương cứng cáp, nhưng răng của Ankylosaurus thì lại tương đối yếu, do đó chúng có xu hướng nuốt chửng thức ăn thay vì nhai như những loài thú ăn cỏ hiện nay. Nói đến đây chắc sẽ có nhiều bạn hỏi, nếu vậy thì đây có phải là loài khủng long có phần giáp cứng cáp nhất không? Thì câu trả lời của chúng tôi là không. Vì danh hiệu này chắc chắn sẽ phải thuộc về Nodosaurus, một loài khủng long bọc giáp tới từ châu Mỹ, thuộc họ Nodosaur. Chiếc áo giáp của loài này vốn là loại dày nhất, gồm hàng trăm mảnh xương vuông vắn dính chặt vào nhau. Tuy nhiên, chúng lại là loài duy nhất trong họ Nodosaur không hề có gai mà chỉ có những mẩu xương lồi lên xếp xen kẽ nhau như những cục u bằng xương mà thôi. Đây chính là nguồn gốc của cái tên Nodosaurus, nghĩa là thằn lằn gù. Còn thông tin chi tiết về loài này, mình sẽ làm cho một video riêng. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để cùng theo dõi nhé! Nội dung chính của video đã xong, giờ đến giai đoạn cuối chúng ta sẽ cùng nói về những món ăn đã nuôi sống một con Ankylosaurus là gì. Theo những nghiên cứu của các nhà khoa học, thì trung bình một con Ankylosaurus sẽ ăn khoảng 60 cân cây dương xỉ mỗi ngày, song song đó sẽ là khá nhiều các loại trái cây giúp cân bằng dinh dưỡng. Vào năm 1978, thông qua việc tái dựng hệ thống cơ của khủng long bọc giáp, các nhà cổ sinh vật học khẳng định rằng chi trước của Ankylosaurus chịu phần lớn trọng lượng của cơ thể và có khả năng tạo lực mạnh, từ đó trở thành những tay đào bới giỏi. Có thể đây là cách tìm kiếm nguồn thức ăn của chúng. Tuy nhiên, cấu trúc dạng móng vuốt ở bàn chân trước cho thấy việc đào bới không diễn ra thường xuyên. Nhiều dấu hiệu giải phẫu khác ở phần xương mũi và xương hàm cũng cho thấy Ankylosaurus là loài động vật ăn tạp, thường thọc đầu vào đất để tìm củ và rễ cây. Là loài khủng long sống theo từng cặp trong rừng thô hoặc thảo nguyên của vùng cao nguyên. Đến mùa sinh sản, Ankylosaurus xây tổ bằng các cành cây lớn rồi đẻ trứng vào đó. Trứng của Ankylosaurus khá lớn, có màu xanh lục hoặc đôi khi có đốm xanh đậm trên vỏ. Ankylosaurus mẹ sẽ luôn phải canh gác để phòng tránh những kẻ siêu trộm, đó là khủng long Nicoraptor chuyên lấy cắp trứng. Sau khi nở thì các con non sẽ ngay lập tức rời khỏi tổ cùng mẹ của chúng và một hành trình sinh tồn mới lại bắt đầu. Vừa rồi là những thông tin tóm gọn nhất chúng mình trình bày để các bạn có thể tham khảo về một cỗ máy thiết giáp thời tiền sử, một loại khủng long mà bạn đã thấy rất nhiều trong bộ phim siêu nhân tuổi thơ Dino Thunder. Nếu là fan của Ankylosaurus hay đơn thuần chỉ là một người yêu thích tìm hiểu khủng long thì các bạn đừng quên để lại một like, một subscribe và nhấn chuông để không bỏ lỡ bất cứ một nội dung hay khác nào của nhóm mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những hồ sơ khủng long tiếp theo.